đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị khán giả thân mến, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày mỗi ngày sẽ mang đến cho chúng ta những niềm vui với những món ăn thật ngon, thật mới lạ. Và người mang đến niềm vui cho chúng ta ngày hôm nay đó chính là đầu bếp Thanh Huy. Đúng rồi đó Ngọc Hương, anh cũng đang rất là nóng lòng mang đến một niềm vui mới cho Ngọc Hương cũng như khán giả đây nè. Vậy là niềm vui mới thể hiện là món ăn. Vậy là món ăn tên gì hả anh Huy? Món hôm nay anh giới thiệu với Ngọc Hương cũng như khán giả đây là một món ăn có tên gọi là cá hấp sốt nước tương. Nguyên liệu để chế biến món này chúng ta cần có một con cá điêu hồng khoảng 800g đến 1kg. Dạ. Cái thìa, dầu me, tỏi, hành lá, ớt, gừng và rí, một số gia vị thông dụng, hạt nêm Aji ngon, giấm gạo Lisa và nước tương Lisa. Trước hết là chúng ta sẽ sơ chế phần cá này. Dạ. Cá này chúng ta mua về làm sạch và các bạn nhớ lưu ý là chúng ta móc hết phần bụng và màng đen phía trong bụng cá để cho cá thật là sạch. Chúng ta sẽ rửa qua giấm gạo Lisa và chút xíu muối chúng ta sát lên. Dạ. Và rửa sạch lại để khử mùi riêu của cá. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt một cái nồi nước để làm nước nóng sẵn. Dạ. Chút xíu chúng ta hấp ha. Dạ. Chúng ta sẽ xẻ đều hai bên sống lưng cá như thế này. Dạ. Em có biết anh xẻ thế này làm gì không? Em nghĩ là chúng ta sẽ sống lưng cá là để cho cá dễ thấm gia vị cũng như là khi ăn là dễ dễ xương ra đúng không? Sao em hay quá vậy ta? Chính xác là như vậy đó Ngọc Hương à. Xẻ hai bên sống lưng. Tiếp theo thì anh Huy sẽ cắt hành lá ra khoảng 5cm. Dạ. Ớt cắt sợi luôn đúng không? Đúng rồi em. Nhiều gia vị như thế này thì chắc chắn là sẽ rất là thơm ngon. Đây, anh Huy sẽ cắt sợi và cắt lát nha. Ủa mà ngò em thấy anh Huy chừa luôn rễ ngò nè. Rễ ngò anh cũng có sử dụng, do đó anh sẽ cắt ra phần này. Dạ. Riêng phần rễ ngò chúng ta sẽ đập dập. Bây giờ nước nóng rồi, anh sẽ ướp một chút xíu gia vị trước khi chúng ta hấp cá. Dạ. Ướp chút xíu tiêu cho thơm nè. Dạ. Xíu muối. Dạ. Rồi em xát đều khắp mình cá. Giống như mình massage cho con cá vậy đó anh Huy. Xong anh sẽ cho vào một cái dĩa để chúng ta hấp. Dạ. Đây anh sẽ lót lên 3 chiếc đũa. Ủa tại sao mình phải lót thêm 3 chiếc đũa vậy hả anh Huy? Chúng ta sẽ lót lên 3 chiếc đũa trước khi hấp cá để khi cá hấp á được rõ nước xuống phía dưới. Dạ. Thì khử bớt cái nước tanh nè. Thứ nhất, thứ hai nữa là cho cái da cá được săn chắc. Dạ. Bây giờ là xong phần ướp rồi, rồi bây giờ mình chúng ta vô, sẽ đúng bỏ không? Vô hấp. Rồi, Hương giúp anh đậy nắp lại. 1, 2, 3, lại lại. Mình hấp cá trong khoảng thời gian bao lâu anh? Tại vì em nhớ là cá dưa hồng cũng nhanh chín lắm. Đúng rồi, thông thường thì chúng ta hấp khoảng 15 đến 17 phút là cá chín rồi. Anh Huy ơi, trong khoảng thời gian chờ cá chín thì anh em mình phải chuẩn bị cái gì nữa hả? Bởi vì đúng em rồi, nhớ... chúng ta không bao giờ mà bỏ cái lãng phí cái thời gian được. Và đặc biệt á, em nhớ là với những món cá hấp á, thì cái nước sốt ăn chung á, cũng rất là quan trọng đúng không? Tamplan, anh chuẩn bị sẵn sàng đây nè. Bây giờ mình làm nước chảo, sốt ha anh. Anh sẽ hướng dẫn cho Ngọc Hương làm sốt. Dạ. Ngọc Hương đông một chén nước lọc. Dạ. Một chén nước lọc. Cho vô nước tương Lisa khoảng 3 muỗng. Tiếp theo sẽ là 2 muỗng đường. Dạ, 2 muỗng đường. 1 muỗng muối. Dạ. Và sau cùng là khoảng nửa muỗng hạt nêm Aji ngon. Nửa muỗng Aji ngon. Mình khuấy cho đường muối cũng như là Aji ngon tan đều ha. Đúng rồi, nước cũng đã nóng rồi, anh sẽ cho phần rễ ngò lúc nãy anh đập dập vô nè. Dạ. Vừa sôi anh sẽ cho một chút xíu dầu mè vô. Dạ, để tạo hương vị thơm. Tắt lửa cho anh. Tắt lửa. Chúng ta sẽ cho một nồi nước. Dạ. Cho một chút xíu muối vô để trụng cải theo. Nước sôi nè. Nước sôi chúng ta sẽ cho cải vô trụng nhanh. Dạ. Vớt ra liền đúng không anh Huy? Ừ, vớt ra liền để giữ màu xanh của cải nha. Dạ. Chắc hẳn là quý vị khán giả vẫn còn nhớ là sau khi luộc rau củ chúng ta sẽ cho ngay vào trong tô nước đá lạnh để giữ màu sắc và rau củ được giòn. Đây, sau khi chúng ta ngâm qua nước đá cho lạnh để giữ lại màu sắc của rau nè. Dạ. Anh Huy sẽ cho ra dĩa. Cho cải thìa ra dĩa. Ừ. Chảo nóng đều, chúng ta sẽ cho tỏi vô phi thơm. Đây, khi mà tỏi vừa chuyển qua màu vàng và lên mùi thơm thì chúng ta sẽ cho cải thìa vô. Dạ, quá dạ. Dạ.
Thơm ơi là thơm luôn. Anh Huy sẽ thêm một ít xíu tiêu nè. Dạ. Một ít tiêu, ai chi ngon. Ai chi ngon vô nè, đảo đều lên. Như vậy là tắt lửa được rồi đó Ngọc Hương. Đây, anh sẽ cho ra dĩa. Dạ. Rồi, lấy cá ra. Rồi, bây giờ anh sẽ cho một số hành lá ngò rí lên để trang trí nè. Tiếp theo, một ít cà thìa. Dạ. Cà rốt anh đã vẽ một cái lưới rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ phủ lên. Phần sốt ban nãy chúng ta sẽ hâm nóng lại và sẽ chế sốt lên. Bây giờ anh sẽ chế phần dầu nóng này lên. Dạ. Cho cá thêm bóng nè. Dạ. Nghe xèo xèo nữa. Mà thịt cá săn lại nữa. Rồi, như vậy là món ăn đã hoàn tất rồi. Mình gấp ra một miếng nha. Dạ. Chắc chắn là phải có một miếng sốt nữa. Anh mời em. Cảm ơn anh Huy. Em thấy cá độ chín thì sao nè? Độ chín thì mềm, nhưng mà thịt cá rất là săn chắc nha. Mà đặc biệt á, nước sốt á, ngon ơi là ngon. Thơm mùi nước tương lisa và các gia vị hòa quyện với nhau, làm cho Ngọc Hương muốn xin thêm miếng nữa nha. Để chia sẻ những cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị hãy viết thư cho chúng tôi theo hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Ngọc Hương và anh Thanh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.